Bài này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cách dọi màu trang trí bên trong nội thất, đổi những pattern sao cho đẹp hơn. Bây giờ tôi nhấn Ctrl O trên bàn phím để mở file đi kèm. Ở đây có file thực hành dạng EPS, tức là file AutoCAD xuất qua. Tôi chọn nó Open lên. Ở hộp thoại Open các bạn chú ý phần Resolution, nó phân giải cho 300. Và hệ màu bạn có thể để hệ màu 4 màu hoặc 3 màu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để gray scale, bởi vì chúng ta còn dọi màu vào. Rồi xong tôi OK. Ý tưởng chúng ta đã hiện lên nhưng có vẻ chưa rõ nét lắm. Tôi tạo layer mới, kéo layer thứ hai kéo xuống, tôi bấm ô này, chọn màu trắng ở góc này. OK, các bạn nhấn tổ hợp alternate delete trên màn hình để tô màu trắng vào layer dưới. Sau khi tô xong, đối tượng chúng ta đã hiện tương đối rõ nét rồi. Tôi chọn layer trên, các bạn nhấn cần chân T trên màn hình, giữ shift kết hợp với alternate và chặt chuột trái góc này, kéo ra. Đánh một dấu check này, coi như xong. Các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta zoom lên vẫn còn tương đối mờ nhạt. Tôi chọn layer trên, tức là layer két đó. Các bạn nhấn phím Ctrl Z trên bàn phím để nhân bản lên một layer mới, thì đối tượng chúng ta trông đậm hơn. Sau đó các bạn chọn đối tượng này bên trên này, nhấn Ctrl E, mạc hai layer trên, layer dưới với nhau. Sau khi mạc xong, chúng ta mới tiến hành dọn màu mặt bằng cho đối tượng này. Ở đây, để nhìn đối tượng trong trực quan hơn, tôi sẽ xoay toàn bộ đối tượng này theo chiều ngang của màn hình. Các bạn vào image, chọn image rotate, và các bạn có thể xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ cũng được. Tôi có thể xoay theo, tôi zoom lớn lên. Khi nào xong chúng ta có thể xoay lại hợp lý hơn. Nhưng nếu xoay kiểu này, khi đổi những pattern mặt bằng, các bạn nên chú ý đổi sao cho đúng chiều. Việc đầu tiên của chúng ta là xử lý độ màu những phần tường này cho hợp lý nhất. Tôi chọn được công cụ này, chính là máy quan tool. Các bạn chú ý không được bỏ dấu này đi, nếu bỏ dấu này các bạn sẽ chọn không được. Tôi chọn dấu này để chọn khoanh vùng và đứng ở cái layer chứa phần layer cat đó, đứng đúng layer và chọn công cụ này. Tôi bắt đầu trỏ vào chọn những vùng tường để cần bôi trước. Về cơ bản xử lý những đối tượng thế này, chúng ta sẽ xử lý tường, trần, sàn, nhưng ở đây không có trần thì chúng ta xử lý tường, sàn, sau đó lên các vật dụng trang trí. Tôi chọn tường, sau đó nhấn shift để chọn thêm. Tôi chọn hết những vùng tường. Các bạn zoom lớn và bắt đầu zoom lại và chọn lần lượt. Sau khi giữ shift chọn hết vùng tường, ở đây tôi làm các bước cắt đi một chút để tiết kiệm thời gian hơn. Các bạn có thể kiên trì giữ shift và chọn hầu hết các tường. Sau khi chọn hết, chúng ta làm như sau. Thông thường các bạn sẽ vào công cụ chọn màu và đổi màu, nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta có một hình tròn ở đây, ngay phần cạnh mặt nạ này mát này, chúng ta chọn vào đây rồi chọn phần solid color. Cái này sẽ tiện hơn cho chúng ta, bởi vì khi bấm đây nó giảm mặt nạ và không ảnh hưởng tới đối tượng dưới của các bạn. Sau khi chọn xong, tôi chọn màu tường, các bạn phải kéo thì đối tượng chúng ta sẽ đổi màu ở những vị trí này. Thông thường tường tôi khuyên các bạn nên chọn màu nghiêng xám để đối tượng tràn bên trong và những vật dụng bên trong trông tập trung hơn, và đừng đen. Đen chúng ta sẽ làm mất vị trí cột trông rất xấu. Tôi có thể cho phần đen thôi, nghiêng xám sao cho tương đối và vị trí cột còn nổi lên để chúng ta nhận biết. Sau khi xong, chúng ta chọn OK. Vậy là chúng ta đã tô màu rất nhanh vùng tường rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xử lý phần sàn. Tôi bắt đầu chọn công cụ. Nếu như tôi bấm vào trên vị trí này, các bạn thấy rằng nó không cho bấm bởi vì chúng ta đứng nhầm layer. Các bạn nên chọn những layer bên dưới này, chính là layer cat. Tôi chọn vị trí sàn, bấm vào và giữ shift bấm thêm. Ở đây tôi xác định sử dụng sàn gỗ. Giữ shift chọn thêm những phần phòng ngủ. Các bạn chú ý cầu thang này, chúng ta shift chọn thêm phần này. Ở đây là nhà để xe, chúng ta xử lý sau. Trong những vị trí này, tôi sẽ xử lý độ màu gỗ sàn. Bây giờ các bạn nhấn Ctrl O trên bàn phím. Tôi vào ô vật liệu trong này và chọn phần sàn gỗ. Tôi xác định sử dụng sàn gỗ đen. Tôi open lên. Sau khi sàn gỗ đã được mở lên, chúng ta làm thao tác như sau. Tôi sẽ cho đối tượng này thành những dạng pattern để chúng ta dễ dàng đổi trong nội thất. Tôi chọn đối tượng này, các bạn vào phần Edit, chọn Define Pattern để chúng ta viết nó thành pattern để chúng ta đổ vào vùng chọn chúng ta vừa chọn. Tôi chọn Define Pattern. Các bạn có thể đặt tên hoặc tôi để nguyên mặc định tên như vậy. OK. Sau đó các bạn tắt đối tượng gỗ đi. Và đối tượng chúng ta vẫn còn được chọn ở đây. Các bạn đứng ở layer này và bắt đầu chọn vào phần này. Chúng ta chọn phần pattern. Sau khi chọn vào phần pattern, các bạn thấy ngay rằng gỗ đã lập tức cho vào trong vị trí bên trong này rồi. Nhưng để trực quan hơn, chúng ta có thể scale đối tượng này lớn
nhỏ. Với cách này chúng ta sẽ sử dụng đối tượng pattern một cách trực quan hơn. Nếu như các bạn sử dụng phần độ màu ở đây thì pattern dội vào kích cỡ sẽ khó thay đổi. Ở đây chúng ta có thể thay đổi được. Giả sử như tôi cho gỗ này scale lên ở đây 1 357, tôi sẽ cho 350 thôi, tương đối lớn. Nếu như muốn các bạn có thể cho nhỏ hơn 300 để nhìn cho hợp lý hơn, hoặc là 250. Sau khi ok xong, nếu như các bạn muốn đổi pattern khác, chúng ta có thể chọn, ví dụ đối tượng này sẽ đổi trực tiếp với pattern chúng ta, tôi chọn phần gỗ 250 và ok, coi như chúng ta đã xử lý xong phần tường và phần gỗ sàn.